trong số các bạn đang xem cái video này, liệu các bạn có đang bị các cái vấn đề như là bị sẹo lồi ở một cái vị trí nào đó trên cái cơ thể của mình hay không? Và sáng nay thì Mỹ Duyên có vừa thực hiện một cái liệu pháp dành cho một cái bạn trẻ thôi. Bạn đó bị sẹo lồi ở phần má. Thì cái sẹo lồi của bạn ấy là trước đây là bạn ấy đi xóa cái nốt ruồi, và những cái công nghệ hoặc là những cái phương pháp thủ công trước đây thì thường là sau khi mà xóa nốt ruồi hoặc tàn nhang thì rất dễ để lại sẹo lõm hoặc là sẹo lồi. Nhưng mà ở cái trường hợp bạn này là bị sẹo lồi. Vì vậy với những bạn nào mà đang quan tâm đến cái tình trạng về sẹo lồi ấy, thì các bạn nhớ xem hết video. Bởi vì video này á, Mỹ Duyên trực tiếp thực hiện cái sẹo lồi này trên cái da mặt cho khách hàng. Và sau một lần làm thì cái hiệu quả nó như thế nào thì các bạn nhớ xem hết video. Và khi mà các bạn làm bất kỳ một cái công nghệ hoặc là một cái sản phẩm nào bôi lên da để làm đẹp thì chúng ta hãy tìm hiểu kỹ để xem thử rằng là nó có phù hợp với cái làn da hoặc là phù hợp với cái cơ thể của chúng ta hay không. Vì như bạn này trước đây vì những cái nốt ruồi ở trên da mặt thôi mà đi đến các cái chỗ làm tóc nhỏ để các bạn chấm axit, thì lúc các bạn ấy chấm axit thì sau khi bong ra cái axit thì cái độ ăn mòn da nó không có kiểm soát được, cho nên sau đó bạn để lại một cái tổn thương và một cái sẹo ở trên da nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Vì vậy Duyên hy vọng rằng là với chị em phụ nữ, khi mà các bạn đi làm đẹp thì các bạn hãy tìm hiểu kỹ uy tín ở cơ sở làm đẹp, tìm hiểu kỹ là cái công nghệ hoặc là những cái vấn đề mà họ đã thực hiện được không để mà họ có thể cải thiện cái vấn đề của mình, thì như vậy các bạn mới an toàn cho cái làn da của mình. Và các bạn nhớ xem hết video này nha, bởi vì là cái video này thì Mỹ Duyên cũng chia sẻ những gì Mỹ Duyên làm trong quá trình làm cho khách hàng, cái hiệu quả nó như thế nào. Bởi vì cái tính cách của Mỹ Duyên thì nó không phải rằng là giống như những người khác, tức là mình cứ kiểu là nói thẳng á, tức là được thì mình nói được thì không được là mình nói không được. Cho nên là cái quá trình mình làm cho khách hàng thì những cái cơ sở của Mỹ Duyên thì cũng rất là đông khách mà, cho nên là mình phải có cái uy tín nhất định thì khách hàng họ mới đến với mình. Vì vậy các bạn, với những bạn nào đang quan tâm đến vấn đề về sẹo lõm hoặc sẹo lồi thì các bạn nhớ xem hết video. Thì cái ở giữa cái nốt sẹo của em á, ban đầu nó sẽ nó sâu hơn á bé, chỗ này nè, đấy, nó sâu hơn. Và cái vành ở trên xung quanh cái sẹo á là nó sẽ cơi lên nhiều hơn, nhưng mà sau một lần thì có cảm giác như là nó hơi xẹp xuống một chút xíu ha. Trên bề mặt da thì mình làm sao mà nó sẽ từ từ nhưng mà nó sẽ an toàn. Và làm xong cái sẹo này thì mình thấy nó trả về cái vùng da bình thường, không có bị những cái vấn đề như là bị nặng hơn hoặc là bị tăng sắc tố, đúng không? Đấy. Và có rất là nhiều bạn á, là đôi khi là từ nhỏ bị một cái tai nạn nào đó để lại sẹo, có người thì lõm, có người thì lồi, nhưng mà ngày nay thì chúng ta vẫn có thể làm được những cái vấn đề về sẹo đó. Thì với những cái sẹo lồi hoặc sẹo lõm hoặc là những cái sơ sẹo cứng ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ về cà sẹo để chúng ta làm mờ bớt cái sẹo đó đi. Thì đương nhiên là chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy lại một cái làn da nó bình thường phẳng phiu giống như chưa làm. Mình ví dụ như là một cái sợi dây nó bị đứt là thai, nhưng mà cái người mà họ nối kéo thì cái sợi dây đó mình sẽ lại hơn là một người mà người ta nối vụn về, thì cái sợi dây đó nó sẽ nhìn rõ hơn cái vết nứt và giống như cái sẹo như vậy luôn. Cho nên là mình làm thì bên cạnh cái vấn đề về công nghệ tốt, về kỹ thuật tốt, thì mình cũng sẽ theo dõi từng cái cơ địa của từng người khác nhau. Đấy. Thì bây giờ đây,
thì là với những cái này thì đầu tiên thì lần đầu tiên là thì bao nhiêu lâu là nó không thấy cái cảm giác là cái lúc đó chị làm xong rồi thì em thấy là nó có bị rát không? Nó nóng nóng đúng không? Và em về thì chị dặn là không có đụng nước. Thì em có hiện đều đủ không? Vì sao mà đối với những cái việc làm da, một số các cái công nghệ hoặc một số các bệnh lý này như tàn nhang mà bắn vào chế độ bóc tách á, thì mình cũng sẽ khuyên, mình cũng sẽ dặn khách hàng rất là kỹ là phải kiêng nước. Vì sao phải kiêng nước? Bởi vì nhiều người á, là không có kiêng được nước, cho nên cái vảy ở bên trên khi nó bong ra thì nó bong sớm và nó dẫn đến là cái vùng da ở dưới nó còn non nớt, và lúc này nó lộ ra, nó sẽ gặp môi trường, gặp không khí, gặp tia UV thì nó sẽ chuyển từ cái vùng da non yếu nó sẽ chuyển sang thâm. Chuyển sang thâm thì cái thâm thì nó là một cái hiện tượng tăng sắc tố ở trên màu da, cho nên nó vẫn mờ đi theo thời gian, giống như khi mà chúng ta còn nhỏ ngày xưa không có bôi gì hết, bị mụn rồi để lại thâm, rồi theo thời gian nó mất đi đúng không? Nhưng mà ngày nay thì cái thâm nó rất là đơn giản, mình bôi một số các cái hoạt chất chứa axit thì nó cũng sẽ mờ đi trong vòng vài tuần. Phải, cho nên là mình sẽ dặn kỹ khách hàng khi mà khách hàng trị liệu. Cái trị liệu nó khác so với cái vấn đề về chăm sóc thông thường. Cái trị liệu là nó phụ thuộc vào công nghệ cao hơn. Những cái công nghệ tốt thì cái biến chứng chẳng hạn như những cái rủi ro để lại nó sẽ hạn chế tối thiểu. Điều thứ hai nữa là cái mức độ hồi phục của nó rất là nhanh so với những cái công nghệ không tốt. Bởi vì những cái công nghệ không tốt đó, là người ta không có kiểm soát được cái năng lượng đi thôi, cho nên nó dẫn đến là tổn thương rất là mạnh trên da và sau đó nó phục hồi rất là chậm. Phải, nên là nó sẽ trong cái trị liệu thì mình phải, thứ nhất là mình phải hiểu được cái bệnh lý, thứ hai nữa là mình thấu hiểu về công nghệ, và thứ ba nữa là cái quá trình mình làm ấy, nó cho mình một cái kinh nghiệm, và lúc này mình sẽ làm cho khách hàng nó trở nên hiệu quả hơn. Và với những cái sẹo như sẹo lõm, sẹo nồi thì các bạn ai mà bị ấy, thì cũng không có lo gì hết ha, mình vẫn tìm kiếm những cái cơ sở ok uy tín để mình làm, nó vẫn cải thiện cho mình tầm ví dụ 40-50% cũng là rất là tốt so với việc không làm gì. Đành rằng là mình mất một số tiền là triệu, nhưng mà mình phải là nó sẽ thỏa mãn hơn nhiều. Đấy, cho nên là mình cũng đừng có cái kỳ vọng rằng là tại sao làm cho tôi xong rồi là nó không có được láng nước này nọ. Thì lưu ý rằng là mình nên chọn cái liệu trình đó, bởi vì trong cái liệu trình đó người ta cảm thấy rằng là còn cải thiện được thì người ta sẽ làm, cố gắng làm cho mình. Tránh cái trường hợp là người ta cứ thôi làm và người ta thấy nó, nhưng mà như vậy thì cái kết quả nó không có cao, mặc dù là công nghệ đó nhưng mà cái sự theo dõi nó không có chặt chẽ khi mà người ta làm liệu trình, bởi vì nhiều khi là không biết là người ta có làm nữa hay không á. Trước khi làm thì tụi em nhớ rằng là mình sẽ đánh giá lại cái hiệu quả để mình biết được là cái lần đầu mình làm với năng lượng, với tần suất đó thì cái như nó như thế nào ha. Đó, cho nên là bắt đầu là khi mà làm thì mình sẽ đánh giá lại ha. Cái phần đầu ấy thì nó sẽ cái lỗ này nè nó sâu và cái viền xung quanh nó cơi lên cao hơn, nó như là một cái bờ ấy, nhưng mà ở cái phần sau một lần thì có vẻ nó phẳng phiu hơn này, nó bằng hơn nha. Đấy, cho nên là mình cũng sẽ điều chỉnh làm sao mà cho nó phù hợp với cái từng người, và lúc nào sau khi làm xong lần thứ nhất xong mình cũng sẽ đánh giá lại cho khách hàng nha.
sau khi làm xong thì nó như vậy thôi. Nhưng mà như thế này nha, nó không phải là lúc nào mình cũng sẽ đi đều đâu nha. Chị chỉ cho nè, không phải lúc nào mình cũng sẽ đi đều, mà chẳng hạn như là cái viền này thì chị sẽ đi, chị chỉ đi cắt ra, thì cái quá trình mà cái sẹo nó, có nghĩa là cái phần bờ ấy, nó phập xuống thì nó sẽ giống như nó sẽ đỡ tổn thương hơn là mình đi quá nhạy ở cái viền nha. Bởi vì mình làm điều trị thì mình cứ từ từ, nhưng mà nó sẽ lành nhanh và nó an toàn cho khách hàng là điều trên.